Món ngon cuối tuần, cách làm ớt xanh ngâm chua dành cho mâm cỗ Tết. Ớt xanh ngâm chua là món ngon khó cưỡng, đặc biệt là với các tín đồ ăn cay. Món này có thể ăn cùng cơm trắng hoặc nhiều món ăn khác. Nguyên liệu: ớt xanh 450g, nước tương, muối ăn, giấm trắng, đường. Khi mua ớt nên chọn những trái còn tươi, chưa rụng cuống, không bị dập hay vỏ ngoài sần sùi sứt sẹo. Hũ thủy tinh phải được rửa sạch và lau khô trước khi ngâm ớt. Với trái ớt ngâm, khi xếp vào hũ, bạn nhớ nhẹ tay để ớt không bị dập thì nước ngâm mới trong và đẹp. Cách chế biến: dùng kéo cắt bỏ toàn bộ cuống ớt và rửa sạch. Lấy một cây tăm hoặc vật nhọn khác để tạo một số lỗ ngẫu nhiên xung quanh mỗi quả ớt. Những lỗ nhỏ này sẽ giúp nước muối thấm nhanh vào bên trong quả ớt. Xếp ớt vào lọ thủy tinh, cho vào nồi 300ml giấm, 300ml nước lọc, 3 muỗng cà phê muối, 1 muỗng canh đường, 2 muỗng canh xì dầu rồi bắc lên bếp, vặn lửa vừa, khuấy đều và đun cho hỗn hợp sôi lên. Ở bước này, các bạn có thể gia giảm các thành phần sao cho vừa khẩu vị. Sau khi hỗn hợp sôi mạnh thì tắt bếp, bắc ra ngoài cho bớt nóng và đổ vào lọ ớt. Giữ cho nước ngập toàn bộ ớt trong lọ bằng cách chèn vật nặng lên trên miệng lọ, đậy nắp và để ở nhiệt độ phòng 24 giờ. Mở bình ớt mới ngâm và đổ toàn bộ nước lại vào nồi, tiếp tục đun sôi một lần nữa trong khoảng 15 phút để nước ngâm nguội rồi đổ lại vào bình ớt, đậy nắp và để tủ lạnh một tuần trở lên trước khi ăn. Thành phẩm: khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận được vị ớt cay nồng, giòn ngon, hòa quyện cùng vị mặn ngọt của các gia vị khác. Với món ăn này, bạn có thể trộn với hỗn hợp tỏi, nước tương, siro ngô, dầu ô liu và dầu mè để ăn cùng cơm hoặc ăn kèm với các món ăn khác.